Rồi, xin chào anh chị và bạn trở lại với channel xe hơi. Đây là cái video báo giá về giá lăn bánh, chương trình khuyến mại hay là địa điểm mua xe của anh chị ở Bắc Ninh. Mình nhìn giúp em là hiện nay thì bên em đang có văn phòng bán hàng của Long Biên Ford tại chung cư Cao Nguyên nhé, gần với một loạt các showroom như là Mazda, Toyota. Đó, thì hiện nay thì các bác mua xe ở Bắc Ninh cũng đã tiện hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì cái việc bảo dưỡng thay dầu thì chắc là mình đợi thêm một thời gian nữa thì bên em có cơ sở nâng cầu hay thay dầu thì sẽ báo lại các bác. Video này thì mình báo giá nhanh cái dòng Ford Ranger XLS AT trước mặt anh chị ấy, thì là bản một cầu số tự động. Ngoài ra thì bên em vẫn sẵn bản hai cầu số sàn hay là bản XL. Chỉ có vai trách thì bảy đây hơi khó thôi. Với anh chị nào lần đầu xem video, lần đầu tìm hiểu Ranger XLAT thì hiện nay thì mẫu xe này đang niêm yết ở mức giá là 668 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm 730 triệu, chưa bao gồm khuyến mại và phụ kiện tặng kèm nhé. Tháng này thì đang được khuyến mại là tốt hơn tháng 2, tuy nhiên cụ thể giá khuyến mại như nào thì do quy định chào giá của hãng thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em, chủ động giúp em để bên em gửi cái báo giá cũng như là thông báo của chương trình khuyến mại một cách chi tiết và sát nhất tại thời điểm mà anh chị xem video. Với bản Ranger XLS AT một cầu số tự động như này, với cái bản Ranger XLS AT này thì chúng ta đã có hai cái màn hình điện tử sang xịn mịn, camera lùi zin theo xe so với thời điểm trước hiện đại hơn rất là nhiều rồi, lim cruise control đó, điều chỉnh đàm thoại dành tay. Nhược điểm duy nhất còn lại của nó là cái ghế nỉ thôi đây. Cái này thì mình xử lý đơn giản các bạn, trong chương trình khuyến mại thì bọn em vẫn lo được rồi. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang mua có thể liên hệ qua bọn em để có một kênh tham khảo giá cực kỳ tốt nhé, mà việc đi lại các thứ là mình được hỗ trợ rất là nhiều. Riêng việc nhận xe so với Bắc Ninh, Hà Nội hay là đi lại gần hơn khoảng 20-30 cây số thôi, chúng ta tiết kiệm được chi phí rất là nhiều rồi. Rồi về ngoại thất thì xe này chúng ta vẫn sử dụng trang bị là đèn halogen toàn bộ nhé, pha cốt, xi nhan hay là xương gầm toàn bộ là đèn halogen. Với chiếc xe vừa tiền như này thì chúng ta sẽ không có cảm biến trước hay cảm biến sau. Đó. Tuy nhiên thì với phiên bản 2023 chúng ta được trang bị một bộ ốp cua lốp zin như này, đỡ phải độ. Đăng kiểm cũng không hỏi như thời điểm trước. Hiện đại hơn khá rồi. Mẫu ngôn ngữ thiết kế mới thì cá nhân em thấy là vuông vắn, đẹp hơn. Tất nhiên rồi ạ. Mình nâng cấp là để cải tiến mà. Với anh chị mà ở Bắc Ninh, Bắc Giang vay mua xe trả góp thì hiện nay là đang có chương trình ưu đãi gói 5 năm. Thật sự là lãi rất là rẻ. Bọn em hỗ trợ được khoảng từ 70 đến 80% giá trị xe. Tuy nhiên thì mình vay bán tải làm ăn thì mức vay hợp lý là khoảng 50 đến 60% giá trị xe. Lãi suất thì với gói cố định 5 năm tốt nhất hiện nay thì chúng ta có ưu đãi 6 tháng đầu là 9,19% và 54 tháng tiếp theo dao động vào khoảng 10,4%. Rẻ hơn các ngân hàng thương mại cổ phần kia rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì cái dịch vụ có giá của nó thôi thì mình cần một cái hồ sơ tài chính rất là đẹp. Còn nếu mà anh chị có khó khăn, có cần hỗ trợ thì tất nhiên là mình phải chấp nhận cái mức lãi cao hơn một chút. Nhưng tuy nhiên thì cứ trao đổi cụ thể qua bên em để bên em hỗ trợ nhé. 730 triệu lăn bánh Ranger XLAT chưa kể khuyến mại. Thật ra tháng này khuyến mại rất là nhiều. Mình có thể cân nhắc, và toàn bộ là xe 2023 nhé, xe 2022 thì bên em bán hết rồi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.